Thư ở trong Cuốc Xe Nửa Đêm thì là một cô gái nói chung là rất là phóng khoáng, thoải mái, và nói chung là rất là chân chất, tại vì Thư là làm xe ôm. Mọi người sẽ thấy được một Hoàng Yến khác. So với những bộ phim mà Yến đã từng đóng, mọi người sẽ thấy được một cô gái gọi là có chút sao ta, trông như đàn ông này, rồi ngỗ nghịch một chút xíu này, rồi thôi không nói nữa, không kể nữa, mong là mọi người sẽ ra rạp để xem là nhân vật Thư thì Yến sẽ diễn như thế nào nhé. Khó khăn khi mà đóng phim này thì chủ yếu là đi xe máy mọi người ạ, bởi vì Yến thì biết đi xe máy nhưng mà đi xe ga, xe số thì nói chung là cũng biết nhưng mà đi không có rành lắm. Trong bộ phim thì Yến phải đi cái xe mini cúp, lúc đấy là phải kiểu chở, xong rồi phải đi xe như một người xe ôm chuyên nghiệp ấy, thì cũng rất là khó khăn cho mình. Đã thế mình lại còn là con gái nữa, mình chưa bao giờ đi xe mà vào vai một người đóng mà kiểu là đi xe rất là nhiều năm rồi, xong rồi kiểu phải lạng lách này kia thứ. À mọi người phải biết là cái xe đấy nó nhỏ, xong rồi chở anh Tuyên thì to như thế nào, xong rồi Yến thì phải kiểu lạng lách. Nhiều lúc mà quay cảnh mà kiểu không thấy chân là anh Tuyên hay kiểu để chân xuống, xong rồi làm phanh giùm. Tại vì rất là dễ ngã. Xong rồi mấy lúc mà vòng xe cũng thế, toàn là nhờ mấy anh thiết kế với cả anh Tuyên vòng xe giùm thôi, bởi vì sự đi xe số nó cũng hơi khó. Nhưng mà mong là lên màn ảnh thì mọi người sẽ thấy được rằng là Yến đã có cố gắng. Tại vì thực sự là những cái cảnh mà Yến đi không được cắt hết rồi mọi người ơi, không ai thấy đâu. Yến với cả anh Tuyên có một khoảng thời gian quay cũng phải hơn một tháng. Nói chung là hầu như thì toàn là quay vào buổi đêm, tại vì là hai anh em toàn quay mấy cảnh phải đứng đường rồi bắt xe rồi này kia các thứ, nên là toàn quay buổi đêm không. Đấy cũng gần như là những cái tháng ngày đầu tiên Yến bắt đầu gọi là kiểu làm phim, xong rồi làm nhân vật chính, xong rồi kiểu mình phải thức đêm hơi nhiều ấy, thì Yến cũng hơi mệt. Nhưng mà được cái là anh Quách Ngọc Tuyên thì anh là một người có trái tim rất ấm áp. Yến chỉ cần ho một xíu thôi là ông ấy cũng biết là kiểu mình bị mệt này kia thứ, thế anh kiểu nhờ mọi người trợ lý đi lấy nước dùm. Được cái là anh Tiên cũng hay rất là ủng hộ Yến việc chơi game xả stress. Anh ta xin đạo diễn cho Yến chơi nốt game. Mong là mọi người sẽ ra rạp và ủng hộ cho bộ phim này, và mọi người nhớ là đừng có khắt khe quá nha.